Xin chào thầy, em tên là Vương Đức Trọng. Hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm 10 gồm em và nghiệp hữu tâm thuật tìm hiểu về mô hình toán học của bông nước đôi và điều khiển bông nước đôi sử dụng giả thuật PID. Đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát mô hình toán học của bông nước đôi. Chúng em sẽ sử dụng cấu hình bông nước đôi hệ SISO để khảo sát bơm nước gồm một cái máy bơm bơm nước vào bình bơm H1. Bình H1 sẽ có một van xả để xả nước vào bình H2, và bình H2 sẽ có một van xả để xả ra ngoài. Phương trình toán học ở đây chúng ta sẽ có lưu lượng nước chảy vào vùng 1 là QI bằng KB nhân UT, vận tốc nước chảy ra từ van xả B VB bằng CDB nhân căn 2G H1T trừ H2T. Chúng ta sẽ có công thức tính diện tích mạch cắt trong của bông 1, diện tích mạch cắt van xẻ của bông van xẻ B của bông 1, van xẻ này của bông 1 là AB bằng 1/4 B DB bình từ 1.7 và 1.9. Ta sẽ tính được lưu lượng nước chảy ra từ khỏi bông 1 Q01 là bằng diện tích mạch cắt van xẻ B của bông 1 nhân cho vận tốc chảy ra từ van xẻ B bằng CDB nhân AB nhân căn 2G nhân H1T trừ H2T. Từ đó chúng ta sẽ suy ra phương trình vi phân mô thể động học của bông 1, đó là A1 nhân đạo hàm của H1 theo T bằng Qi trừ QA1 là Qi từ máy bơm trừ cho lưu lượng nước được bơm vào trừ cho lưu lượng nước được xả ra từ van B bằng KB nhân UT trừ CDB nhân AB nhân căn 2 của 2G nhân H1T trừ H2T. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được phương trình vi phân mô thể sự biến thiên kẻ mực nước trong bồn 1, đó là đạo hàm của H từ T. Chúng ta sẽ có công thức như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát bồn 2. Chúng ta sẽ có lưu lượng nước chảy vào bồn 2 là bằng lưu lượng nước chảy ra từ bồn 1 là V in 2 bằng CDB nhân AB nhân căn bậc 2 của 2G nhân cho H1T trừ H2T. Vận tốc nước tương tự như bồn 1, chúng ta sẽ có vận tốc nước chảy ra khỏi bồn 2 VC bằng CDC nhân căn bậc 2 của 2G nhân H2T. Sau khi qua các bước phân tích như thế này, chúng ta sẽ suy ra được phương trình vi phân mô tả sự biến thiên của mực nước trong bồn 2, đó là đạo hàm của H2 theo T. Sẽ có công thức như thế này. Từ 1.18 có phương trình vi phân của bồn mô tả sự biến thiên mực nước trong bồn 2, và phương trình vi phân mô tả động học của bồn 1. Chúng ta có hệ phương trình đạo hàm của H1 theo T và đạo hàm của H2 theo T. Sau khi đã có được phương trình toán học, phương trình mô tả động học cho hai vùng đôi, thì chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng điều khiển bằng PID. Em đã làm sẵn một bộ một hệ thống gồm tàu vào bằng muốn một cái sum để trừ giá trị một cái sum là một bộ điều khiển PID để điều khiển giá trị sai số ở của H2, và một khối saturation ở bên giới hạn từ 0 đến 12 ứng với 0 đến 12 V là mức đường áp dưới hàng cho máy bơm.
và một khối này dùng để mô tả động học của hai vòng đôi. Chúng ta sẽ có H1 đó là đạo hàm của H1 chia T. Chúng ta sẽ nhập công thức vào trong này, nhập phương trình vào trong này, H1 đó một đó chúng ta sẽ nhập H1 đó như thế này bằng công thức này, và H2 đó chúng ta sẽ nhập H2 đã hàng phá 2 tt theo công thức này. Trong đó H1, sau đó chúng ta sẽ dùng một khối integrator để chuyển từ H1 đó sang H1. Trong đó chúng ta phải trong khối này chúng ta phải chuyển H1 bằng U1, bởi vì chúng ta đã nối H1 vào cái chỗ này, cổng thứ nhất chỗ này, nên là H1 và U1. H2 tương tự như H2 có vào này, nên sẽ H2 sẽ bằng U2, và chỉ tắt U cấp vào hệ này sẽ là U3, mà ngoài ra sẽ có H1 gồm có H1 và H2 là chiều cao của vùng nước 1 và chiều cao của vùng nước 2. Sau đó chúng ta sẽ xếp các thông số cho hệ đồng học này. Các thông số gồm có hệ số của máy bơm, hệ số van xả B, hệ số van xả C, đường kính bên trong của bồn. Thì chúng ta dùng hai bồn giống nhau nên đường kính sẽ chỉ có còn một cái là D thôi. Còn đường kính van xả B, đường kính van xả C thì chiều cao max của máy bơm. Và đây chúng ta sẽ chọn yêu cầu max là 50. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái hệ số này vào trong một file trong một trang em, chúng ta có đơn 1/6. Đơn 1/6, đơn 2/6, CDB, hệ số sẽ của fan B là 0.6, hệ số sẽ của fan C là 0.6, và hệ số của máy bơm là KB là 3.3. Từ D1, D2 chúng ta sẽ tính ra được tiết diện mặt cách trong của vùng 1 là A1, và tiết diện một cái mặt cách trong của vùng 2 là A2. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính được tiết diện của van xẻ B và van xẻ C. Ở đây chúng ta sẽ chọn G bằng 981. H1 init là giá trị ban đầu của mặt nước ở vùng 1, H2 init là giá trị mặt nước ban đầu của ở vùng 2, và chiều cao lớn nhất của vùng nước sẽ là 50 cm. Sau khi chọn được các bộ PID thì em sẽ tiến hành mô phỏng. Sau khi đây là bộ PID của chúng em, sau khi khảo sát tăng giảm hay thay đổi các hệ số KB, KI, KD. Ban đầu em chỉ cho tàu vào mong muốn là 30 cm. Ở đây chúng ta có thể thấy là em sẽ điều khiển mặt nước ở vùng 2, mặt nước mong muốn gọi là 30 m, 30 cm, cho thấy độ vật lỗ khá ít. Ở đây chúng ta có thể thấy em đã tính trước đó là
cái đỉnh này sẽ tầm 30,7 là độ vật lỗ của nó. Độ vật lỗ của nó chỉ có 2,3%. Thời gian xác lập thì tầm 300 giây. Và cái này mặt đường màu vàng ứng với mặt nước trong vòng số 1, nó không bị tan ra ngoài, nó còn tới hơn 50. Và đây đường màu đỏ là điện áp cấp trăm mấy bơm. Ta thấy ban đầu nó sẽ cấp hết công suất, khi đã có độ vọt lố thì nó sẽ giảm dần. Nhưng khi đã đạt được mức độ cao mong muốn thì nó sẽ giảm dần và duy trì để đạt được mức duy trì mong muốn là 50 cm. Và em sẽ thử một mong muốn độ cao khác là tầm 40. Thế này chúng ta có thể thấy là thời gian xác lập khá là lớn, 800 giây, và mực nước ở trong vòng 1 đã bị tràn ra ngoài. Mực nước trong vòng 1 lên tới 6, gần 70 cm. Em sẽ cho một vào nhỏ hơn, tầm 5 cm. Chúng ta thấy mực nước cũng sẽ được đạt được cái điểm mong muốn về duy trì. Thì nhóm em đã hoàn thành việc tìm hiểu mô hình toán học của hệ vòng đơn và điều khiển hệ vòng đơn bằng giải cực BID.